Rồi các bạn ơi, lần này dính cá vậy nè các bạn. Mới nghe táp cái bùm nè. Còn. Hồi gỡ hơn. Cá gì đây? Đó. Đừng giở lên vậy, rút cái bẻ cái nhánh cỏ ra. Gỉ ra đứt nhánh cỏ ra. Ừ, nắm nhánh cỏ gỉ ra lên luôn, nó ngoài mà. Đó. Đó. Đây, một con cá lóc các bạn. Cá lóc đồng. Quá đã các bạn ơi. Rồi chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi cắm câu nữa các bạn ơi. Hôm nay hôm gài Covid quá thì ở không rảnh rỗi, không có việc gì làm hết các bạn ơi. Công chuyện làm ăn cũng ế ẩm luôn. Thôi giờ hai anh em rủ đi cắm câu nè. Bây giờ mình quay trở lại nha các bạn. Đầu tiên là mình đi chung với Hưng nha các bạn. Đó. Rồi sao là mà dế, bữa nay dế con bự bự không mà dế mạnh quá các bạn ơi. Này cảm thấy có lý à. À đây em bỏ cần câu, em có 50 cần các bạn. Anh em cắm 50 cần. Rồi thôi giờ mình đi các bạn ơi. Nè, à, đây là em Hưng nó mới cắm cần nữa đó các bạn. Rồi giờ mình đi, mình quay sơ lược cho các bạn xem nha. Rồi cắm cái đường kinh này nè các bạn. Vô mấy cái vườn vòng vòng này cắm luôn các bạn ơi. Cắm mấy cái đầu mương á. Bữa nay mưa cũng lai gai nè. Đất cũng ướt nè các bạn. Đây nè các bạn. Hưng đang cắm nè các bạn. Nãy giờ cần này cần thứ hai nè các bạn. Đó. Bây giờ mình quay tận chân dài cần cho các bạn ha. Rồi mình đi cắm các bạn ơi. Cũng trời cũng hơi tối rồi. Rồi ngày tối các bạn đi thăm cùng mình nha. Rồi đi các bạn ơi. Rồi. Chào tất cả các bạn nha. Giờ tới tối rồi, giờ mình với Hưng đi thăm nè các bạn. Đang trên đường đi nè các bạn ơi. Cắm đâu xa dữ vậy đâu đây mà. Hết mồi nữa các bạn ơi. Đó. Hết mồi các bạn ơi. Nhớ ủng hộ anh em trong mùa dịch. Rồi, bây giờ đi tiếp các bạn ơi. Các bạn lúc này Covid nhiều quá rồi. Không có làm gì ăn được hết trơn á. Ngày tối rảnh rồi đi cắm câu nè các bạn. Quay clip đăng lên cho các bạn xem nè. Các bạn có xem mà nhớ ủng hộ anh em mình nha các bạn. Từng hết mồi nữa các bạn ơi. Mệt rồi các bạn. Nãy giờ thăm mười mấy hai chục cần không thấy dính nữa các bạn ơi. Bữa nay thất sách rồi. Dạng không còn nào để lấy le không? Đây, trời ơi, dính cá rô các bạn ơi. Nhiệt rồi nè. Rô mê nha các bạn. Dính cá là dính cá gì? Đó. Mấy cái mương này thấy ngon quá trời ngon mà cắm cá nó không ngậy các bạn ơi. Bữa nay làm như không nó cá nó không sung nữa vậy á. Này ngày cá này trời. Ngon quá trời ngon luôn. Rồi đi tiếp tiếp nữa các bạn ơi. Rồi tiếp tục nữa các bạn ơi. À đây dính được con cá rô nữa các bạn. Rô mề các bạn ơi. Trời ơi dính cá lóc lớn nè Hưng. Khủng khiếp thiệt chứ. Khủng khiếp. Nãy giờ đi cố một câu biết lâu rồi dính được con cá rô với con cá lóc. Cá lóc lớn nha các bạn. Khủng khiếp thiệt. Biết rồi, em là biết nhổ cá luôn. Xảy luôn đi.
Đây. Còn này dính hay gì các bạn ơi. Nó dính hay chảy à. Người nó gỉ cái gan câu rồi. Rồi xong. Còn cái gì ốc ốc cái gì vậy? Được không? Để gì? Rồi, thấy luôn rồi các bạn ơi. Xui quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, lần này dính cá vậy nè các bạn. Mới nghe táp cái bùm nè. Còn. Chào các bạn. Hồi gỡ hơn. Bây giờ tới đợt cái gì đây? Thăm đợt 2 chiến 2 nha các bạn. Đừng giỡn lên vậy. Rút cái bẻ cái nhánh cỏ ra. Nghĩ cho đứt nhánh cỏ ra. Ừ, nắm nhánh cỏ gị ra lên luôn, nó ngoài mà. Đó. Đó. Đây, một con cá lóc các bạn. Cá lóc đồng. Quá đã các bạn ơi. Rồi. Cá kê nữa. Cá kê nữa các bạn ơi, cái này bự nha. Cá trắng quá trời bự quá. Đi tiếp các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, dính đây dính con cá lóc nè các bạn. Gì vậy kìa? Rồi, thấy ham không? Ây da, cứng quá. Đó đã. Bên đây còn ngoài không? Còn, còn. Rồi, cắm lại đi tiếp, tiếp nữa các bạn ơi. Từng này dính rồi nè các bạn. Trời ơi, nó soi tim rồi kìa. Cái thằng ấy. Dính hai sảy mà sao tim dữ vậy trời. Còn dính cái nhát mẹ là sảy rồi. Sảy chưa? Sảy rồi. Sao biết? Dở lên như vậy mà nó thôi chứ. Rồi, sảy luôn rồi, không thấy con cá nữa phải không? Ừ. Trời trời. Thiệt tình với trời. Tức ghê vậy ta. Ừ. Rồi. Tức quá các bạn ơi. Sảy cá hoài luôn. Bữa nay cắm sao sảy quá trời các bạn ơi. Các bạn coi xem nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Ủng hộ nhiều nhiều vô các bạn ơi. Bữa nay sảy cá quá trời rồi. Đi mệt quá rồi. Dính cá sảy. Dính đâu? Nổi râu lên luôn hả? Cắm lại lá cho nó ăn nữa không? Rồi đi tiếp các bạn ơi. Tiếp các bạn ơi. Thôi ơi. Dính cá gì đây? Cái gì đây? Ô con cá phi các bạn ơi. Trọng. Mới đầu tiên dính được con cá phi vậy các bạn. Quá trời con mùa hông luôn. Hồi bữa em với anh Dũng hay phần này còn dế luôn các bạn ơi. Đi vô trong lùm không nè các bạn thấy không? Con cỏ. Hả? Gì nữa rồi các bạn ơi. Rồi tao bù không nó bay vô miệng nữa. Cái gì nữa đây? Nó cá phi nữa. Trời, cá lóc cẩn. Thấy nổi đầu lên gối gà. Ừ.
có lý các bạn, thanh chứng này có lý à. Nó ngồi tiếp các bạn ơi.